chào các bác nhá. Bưởi đi các bác nhỉ? Bưởi thôi. Đây, bưởi da xanh của em đây. Đấy, em đang phục vào Tết các bác. Đấy, chắc chắn năm nay là nó vào Tết rồi. Đấy, còn một tháng nữa thôi các bác. Đây. Đó, thấy bưởi đẹp không? Tuyệt vời không? Thì em đang làm thêm một cái nứa trái các bác này. Vừa rồi em làm mấy cái video thì phần 6 rồi đấy. Để làm trái cho bưởi đấy. Thì vừa rồi các bác nhắn tin rồi gọi điện. Nói chung thì cũng nhiều bác quan tâm đấy về cách làm bưởi. Thì đây bưởi của em khéo khi em làm nó ra này rồi các bác này. Đấy. Đây. Rất nhiều. Ra đầu ra bồng đấy, các bác thấy đẹp không? Thì hôm nay ra đây được cái ngày về sớm các bác. Thì đi quay cái kết quả chia sẻ các bác. Đây, cây này thì em không dám làm nhiều trái. Cái này thì vừa rồi là nó đang còn giữ nhiều trái quá. Đây, các bác, trái này chắc phải 6 cái 7 vậy. To lắm. Nên là em cây này em chỉ làm ít thôi. Đây, làm ít thôi các bác. Thì sau này thì thu hoạch trái xong là mình có thể làm thêm một đứa trái nữa mà. Nên làm ít thôi. Em quay vườn của em để chia sẻ các bác nhé. Này. Bông đây. Đấy. Cũng có cái nó ra bông, nhưng có cái nó không các bạn. Nhưng mà mình cũng không yêu cầu nó phải ra nhiều quá đâu. Những cái này thì nó ra cái đọt không này. Đấy. Nhưng mà trong này thì ra bông rất nhiều này. Đấy. Nên vừa rồi em có làm cái video mà nó trao đổi với các bác về vấn đề là vít cành á. Vít cành hay là để cắt cành á. Thì theo em là các bác nên vít cành các bác nhé. Tại vì bưởi này của em vít cành như này. Đấy, các bác này, đấy nó ra cành nhện mà nó ra cành nhện đầu này. Đây. Cành này em vít xuống các bác nhá. Cành này em vít xuống này. Đấy các bác thấy không? Nó vít xuống đây. Thì đoạn này đợt trước nó thu hoạch trái thì giải quyết luôn rồi. Còn đây. Các bác thấy nó phóng cái cành nhện nó ra bông nhìn sướng không? Này. Như bác nói em là cái bưởi của anh nhìn có vẻ suy. Đúng rồi, nó suy thật các bạn. Nhưng mà nó suy thì nó mới nhiều bông. Nó đậu nhiều trái các bạn. Nó suy thì có vấn đề gì đâu. Suy sau này nếu đậu trái xong rồi ta kích rễ lại cho người ta chăm sóc nó lại. Là ok luôn. Đây, các bác đây, cành nhện trong thân của em này, nó phóng ra này. Nên là cái vấn đề xử lý của em thì nó đơn giản chứ nó không phức tạp như là nhiều bác cả bao nhiêu cái loại phân thuốc. Đấy. Người nông dân của mình thì càng đơn giản càng tốt, quan trọng nó phải hiệu quả các bác ạ. Đơn giản nhưng phải hiệu quả. Đấy, đây. Nhưng còn các bác làm trang trại lớn thì các bác phải theo quy trình rồi. Em nói luôn là các bác làm trang trại lớn các bác nên theo các cái quy trình xử lý đấy, của các công ty. Nhiều bác chia sẻ những cái quy trình rất là chuẩn đấy. Đây các bác này, đấy. Đây. Các bác đây, đấy. Trên chia sẻ các cái trang mạng về bưởi các thứ thì các bác có thể tham khảo thêm phải không? Như em thấy là trên YouTube nhiều bác chia sẻ giống như anh Nguyễn Minh Vịnh á. Anh Vịnh anh chia sẻ các cái quy trình và làm theo cái làm bưởi theo các cái quy chuẩn nên là công ty của anh ấy là rất tuyệt vời đấy. Các bác có thể tham khảo thêm. Còn cách làm của em thì nó đơn giản hơn. Đấy, đơn giản hơn. Tại vì thực tế trao đổi của bác này em không có nhiều thời gian. Rất nhiều các loại cây trái rồi thời gian thì ít nữa nên là làm cái gì càng đơn giản càng ngắn gọn càng tốt. Nhưng ra hết các bạn này, đây ra hết đây. Cây bưởi của em này các bác nhìn đây, nhìn trong video khả năng là thấy nó khó một tí nhưng mà ở ngoài các bác nhìn các bác thấy là cái lượng cành nhện trong thân còn nhiều lắm. Này. Mà còn đang đeo trái các bác này. Đây, trái này. Đây, trái này là Tết này, còn một tháng nữa. Trái nào cũng đều khoảng ký mấy rồi. Người nhà em thì vẫn còn tham đó các bác. Tham lắm. Đây, cái cây này đây. Cây này năm ngoái nó lì, nó không chịu ra. Năm nay nó ra lia xia các bác này. Đây. Chào rồi các bác, đây là em chia sẻ cái kết quả em làm với cái vườn bưởi của em nhé. Chứ còn em không có bảo là các bác phải làm như thế. Tại vì nhiều bác sẽ có cách làm khác. Thì đấy là mỗi người có một cách làm. À, trên này rồi này, những cái cành nhện trên này mà nó đậu là nó trái nó to lắm các. Những cái cành trục chính này, ý em nói là những cành trục chính này này
đấy mà nó có nó đeo trái nó sẽ quả rất to, to lắm. Nên là về bưởi da xanh ấy thì chúng ta nên làm trái ở trong gần ở trong cái thân chính ấy, trái nó sẽ to, chứ còn ngoài đầu cành thì trái nó sẽ nhỏ hơn. Này, đây này em ví dụ đây đi. Ví dụ đây này. Đấy, ví dụ đây những cái cành to đây này. To này đây, cái cành to này này. Đây nó mang cái trái này, sẽ to này. Đây. Đấy. Chứ còn những cái cành ngoài này này, từ cành nhỏ ra ngoài này, ngoài đầu cành này, trái nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, trái nhỏ hơn. Cũng còn tùy cách chăm sóc nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm ở những cái cành nhện ấy, mà gần ở những cái thân chính thân to ấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, trái nó to và nó đẹp. Em sẽ quay cho các bác xem những cái cây khác nữa. Đây. Đây. Có thấy bông nó già kinh không? Vừa rồi ở trong em bây giờ đang mưa các bác. Hôm nay nó mới hửng nắng lên một tí đấy. Đây này các bác này, nó mưa nhiều quá, hoa nó thối luôn đây này. Đấy, em có xịt thuốc nấm rồi nhưng mà mưa nhiều quá đây này. Mưa nhiều nỗi cái này nó chảy luôn rồi. Nên là mình rung cái này đi. Cái nào nó rụng thì cho nó rụng luôn đi. Tại vì mình cũng không nhất thiết phải để quá nhiều đâu. Sau này mình cũng phải tỉa trái đi mà. Bưởi da xanh thì chúng ta có thể làm theo nhiều đợt trái chứ không cứ phải một đợt đâu. Cho nó rụng vợi đi cũng được. Và thấy nó ra thoáng đẹp không? Ấy, ấy. Mà vào cái vườn bưởi hoặc cái nó nở hoa này nó thơm lắm. Thơm ăn mát luôn. Thơm rất là có cảm giác rất là thích thú khi mà mình vào cái vườn bưởi nhé. Đấy. Hôm nay bác nào mà cần bưởi Tết thì alo cho em. À. Ngoài người ta bán một thì em sẽ bán cho các bác giá gấp đôi, gấp ba thôi. Này các bác thấy cái cây bưởi ra bông đều đều đẹp không? Này, đấy, cành nhện đấy. Toàn bộ cành nhện trong thân hết này. Em sẽ làm một cái lứa trái tầm này. Xong rồi đến khoảng tháng 3 đến tháng 4. Âm lịch nha các bạn. Tháng 3, tháng 4 âm lịch em sẽ làm thêm một lứa trái nữa. Để em bán vào dịp Tết các bạn. Đây. Đấy. Này. À, em sẽ làm một lứa này này. Lứa này em sẽ làm một cái lứa trái đợt này. Chà, có một cái cây bưởi này nghe lì này, không chịu ra đây. Các bác thấy cái màu lá nó khác không? Nó xanh mà nó non này. Đấy. Đấy. Đấy, nó không chịu ra. Đấy, cũng làm y như thế đây, quy trình như thế. Nhưng nó không chịu ra các bạn. Vậy là chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm rằng là nếu một cây bưởi chúng ta quá xanh tốt, sung mà nó chưa đủ độ già thì là nằm bông rất khó nhá. Cây này thì không sao, kệ nó. Em xử lý nó ra chồi đây rồi này. Đây. Thì sau này chúng ta tiếp tục chúng ta làm trái những cái chồi này thôi, không sao cả. Đến tháng 3, tháng 4 chúng ta tiếp tục chúng ta làm này. Đấy, tiếp tục chúng ta làm. Không thể nói là 100 cây đều làm cả 100 được thì hơi bị khó đấy. À, các bác cây bên cạnh này đẹp không? Đấy, ui dồi ôi, cái chùm chỗ này nhìn sướng các bác này. Già này. Này mà chỉ cần nó đậu quả thôi, không cần phải nhiều này đâu. Đấy, nó cứ thoang thoáng này các bác. Ra bông nó thoang thoáng thôi chứ nó ra nhiều quá không thích đâu. Đây này, nó ra thoang thoáng như này này. Đấy. Chứ còn nó ra cả đống như thế thì cũng không thích. Đây. Mấy chùm này chỉ cần đậu một quả thôi. Mình nựa đi, sau này mình nựa mình chỉ chọn lấy một quả. Đây, bên này đẹp không? Đây. Đấy. Cái này em nói luôn là em có bón phân được các bác nhé. Em bón cho mỗi cây này 5 nạng NPK 3 số 17 rồi các bác. Em bón rồi, bón cái đây được 1 tuần rồi. Đấy, em bón cái này 1 tuần rồi. Em mới phun thuốc nấm rồi. Thuốc nấm thì các bác có thể các bác dùng Anchacol hoặc là cái thằng Zidomin, Mancozet đều được. Đấy. Nên là em phun thuốc rồi, thuốc nấm rồi nên là toàn bộ những cái chồi ra như này không hề một cái nào bị sâu bị giếc gì. Đấy, ở dưới gốc thì em giải cho nó một cữ đợt kali á, đợt hãm cây em có giải cho nó 3 lạng cái thằng chu vi lượng cộng với cả một ký kali. Khi mà em ép cây ấy, thì các bác nào mà quan tâm thì chúng ta xem những cái video trước em làm á,
Tại vì video trước em làm đấy là đây. Video em làm từ số 1 đến số 6 rồi đấy. Video này chắc em để số 7 luôn. Trẻ to không con này? Dạ, nhưng con đau ấy. Con đau răng á hả? Dạ, con đau răng dứa. Ừ, thì trông nữa về xử lý. Xử lý giống như xử lý bưởi á, răng xử lý giống bưởi được không ạ? Các bạn thấy nó giả đều không? Đấy, em sẽ quay các bác xem nhé. Có thể video nó hơi dài tí nhưng mà các bác đi xem. Xem để biết thêm tí vào. Còn vấn đề xem là một chuyện, còn vấn đề rút kinh nghiệm ra để ta làm được mới là cả một vấn đề khác. Cây này thì lượng hoa cũng vừa phải, tương đối thôi. Đấy, tương đối chứ không nhiều lắm. Không nhiều lắm các bạn. Cây bưởi nào càng cằn, khi mà chúng ta ép cây nó càng cằn thì chúng ta lại khi làm trái nó càng dễ các bạn. Làm trái làm bông càng dễ, và khi đã đầu trái rồi thì khi lúc ấy chúng ta hồi phục cây. Chứ nếu mà các bác bảo cứ làm cho cây nó thật sung lên, các bác làm là nó không hiệu quả đâu. Này, đây, cây này của em các bác thấy đấy không? Nhìn nó cũng không phải là nó tốt đi đâu, nó cũng cằn cũng... đấy. Nhưng mà các bác thấy trái không? Cây cằn nhưng mà trái to mới là hiệu quả, chứ cây mà tốt lên chả quả đâu, đục lá không thì cũng chả hiệu quả gì đâu. Đấy. Cây đã thu hoạch rồi nhưng bây giờ vẫn còn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 quả nữa. Nếu này chắc để thêm khoảng 10 quả nữa các bạn. Để sau này đến tháng 3, tháng 4 để thêm 10 quả nữa thì được rồi. Đây. Úi, sự bông ra. Đấy. Cây bưởi mà nó có suy, nó cằn thì các bác cũng đừng lo, những dễ bưởi nó khỏe lắm. Chúng ta cho nó đậu trái xong rồi á. Cho nó đậu trái xong rồi, xong là chúng ta phục hồi lại cây thì cũng đơn giản thôi. Đấy. Không có gì đâu. Phân chuồng em để sẵn đi rồi kìa. Đấy. Khi nào mà nó đậu xong trái rồi là em bung phân chuồng ra thôi. Em tưới cho nó, em xử lý dễ trước. Đấy, em xử lý dễ trước. Cho tưới cái dễ. Tưới cái dễ cho nó khoảng 2 lần. Bung phân chuồng ra. Đó. Thì vô tư mà cây bưởi nó hồi phục nhất là nhanh. Không có gì đáng ngại cả. Cây này thì nó ra nhiều hoa quá mà nó lá lại không đi mấy. Thì nó cũng không được ưng lắm. Thích là nó phải ra bông, nó phải đi theo lá như thế này này. Đấy. Đấy, nó ra bông không. Cũng tương đối thôi. Mỗi cây này, cây nào mà trái nó ít ấy thì em sẽ cố gắng em để khoảng 20 quả. Đây, các bạn này, nó ra này. Đấy, mình để khoảng 2-3 chục quả đi. Sau rồi đến tháng 4. Vừa rồi chỗ em nó mưa 14-15 ngày đấy các bạn này. Đây, nó nở bông mà nó bó lại như thế này, hỏng hết luôn này. Mà bưởi mà ra mà gặp mưa thì khó đậu lắm. Gặp nắng thời tiết như thế này mới tuyệt vời chứ. Đây. Vâng, thì em cũng quay lại cái kết quả làm bưởi của em nhé. Thì qua đó cũng chia sẻ với các bác một số cái. Thì các bác xem video các bác sâu chuỗi đó lại. Đấy, từ phần 1 đến hôm cái video nào em sẽ đặt là phần 7. Xử lý bưởi da xanh phần 7 nhé. Đây, cây này thì tương đối nhiều quả. Cây này vừa rồi em để tham quá. Em để cây này phải đến 50 trái. Đấy, mà nó mới ra được năm đầu thôi em để quá nhiều. Bây giờ trên cây vẫn còn chắc còn khoảng 15-17 trái nữa. Này, nhưng mà đang ra đây. Đứa này chắc để thêm ít thôi. Đứa này để thêm cái cây này để thêm khoảng chục quả nữa thôi các bạn. Cái loại bưởi ấy, trao đổi các bác đã bưởi mà nó đã ra trái rồi á. Xong mà chúng ta tiếp tục chúng ta xử lý trái nó rất là dễ. Dễ làm trái lắm. Nó khó khăn tí gì đâu. Cái cây bưởi mà chưa làm trái được ấy mà nó cứ xanh lên làm toàn ra đọt không, lá không, chúng ta rất khó làm trái các bạn. Loại bưởi như thế này mà đã cây nó đã xuống hẳn rồi. Xuống trước rồi mà mình xử lý phân thuốc rồi mình làm trái thì nó dễ, nhanh lắm. Đấy, khi đậu trái xong rồi ta tính, đó. Đậu trái xong rồi ta sẽ hồi phục cây. Cho cây nó phát triển dễ rồi các thứ, kích dễ lại, bón lần vôi các thứ. Xong là phân chuồng cái thứ ta vào, cây nó hồi phục rất là nhanh. Tuyệt vời nhỉ. Đây, nằm luôn dưới này luôn, cả đeo trái cả bông này. Em có thể nói là muốn em nằm sớm đấy. Nằm là tương đối sớm so với mùa của nó đấy. Nhưng nếu như năm ngoái em nằm là nó phải nằm ở khoảng tháng 12 âm lịch, bắt đầu nó mới nhú.
Thì tháng 1 nó bắt đầu nó mới đậu trái để thu hoạch cho sườn vào tháng 8, tháng 9. Nhưng năm nay mà đây là cuối tháng 11 nó đã ra bông này rồi. Thì chắc là thu hoạch vào khoảng tháng 6, tháng 7. Chắc là khi đó bưởi ăn sẽ ngon hơn. Và nó có giá hơn các bạn. Cũng nói là em có cung cấp cái túi bọc ở đây. Túi bọc bưởi này. Đấy các bác thấy không? Bọc bưởi của em không hề có một cái... Bưởi của em không hề có một quả nó bị sâu cả. Từ khi bọc đến khi thu hoạch, giá quả nó sâu hết. Đấy, cái thứ hai nữa là mình cũng đỡ cái công phun xịt. Đấy, thuốc sâu có thứ độc hại lắm á. Nên là mình làm trái cây lên bọc chứ. Chứ nhiều bác điện cho em nói là sao nó cứ bị sâu rồi nó vàng. Chúng ta không bọc thì cái tỷ lệ được ăn nó sẽ kém hơn. Đấy. Chúng ta làm bưởi, xoài, na, ổi thì chúng ta lên bọc. Và sắp tới hướng đến là cái cả bơ em bọc các bạn. Tại vì một ký bơ năm vừa rồi tranh nhau đến cái bơ bọc mà so với cái tranh nhau cái bơ không bọc tranh nhau đến mấy 4-5 nghìn cả. Đấy, nên là nếu chúng ta bọc được thì vừa an toàn cho người sử dụng, vừa giá cao cho cái người bán. Tất nhiên nó phải tốn nhân công với cả cái tiền túi bọc các bác nhỉ. Túi bọc này mà mua một cái bọc đi mấy vụ thì thoải mái, tính ra cũng chả bao nhiêu. Tính ra trừ khấu hao thuốc sâu rồi nhân công xịt thuốc và đảm bảo vệ cái quả thì cũng còn tốn hơn là cho chúng ta bọc. Đẹp đi các bác nhỉ. Vâng, thế các bác nhá, các bác nếu các bác muốn theo dõi các cái video sau về cái lĩnh vực làm bưởi cũng như là quá trình phát triển mà của cái bưởi da xanh á mà em đang làm đây này, thì các bác đăng ký kênh nhá, đăng ký kênh, ấn vào chữ đăng ký xong ấn vào cái chuông ấy, thì có những video mới nó sẽ hiện đầy đủ cho các bác nhé. Vâng, thì chào các bác nhé.